Với cả thực ra là mới tổng hợp được vào một buổi tối hôm qua. Tối hôm qua lúc được một thời gian thôi. Tại vì sẽ có những người họ không dùng Facebook, có những người họ không lên thường xuyên, và có những người họ không hề biết đến diễn đàn. Đây chỉ là một diễn đàn một cái rất nhỏ thôi. Và một cái là khi mà em đưa lên cái vấn đề mà xe bị báo lỗi thì anh em vào bị rất nhiều nhưng mà không biết để nói, không biết nói. Và sau đó thì lập tức rất nhiều anh em thể hiện sự bức xúc cũng giống như em thôi. Tại vì khi mà mình vào bị lỗi lần đầu tiên ấy thì mình vào đấy thì ở hãng họ tiếp thì họ mình bất ngờ luôn vì họ chưa lấy máy gì cả, họ bảo luôn là bị xăng bẩn anh ạ. Thế về sau em mới bảo là các anh chưa làm gì các anh biết xăng bẩn thì anh bảo thẳng luôn trường là bị nhiều rồi đấy. Thế về sau em bảo là anh vẫn phải lấy máy cho em, các anh bảo ok vẫn lấy máy nhưng về sau vẫn kết luận xăng bẩn thì họ bảo là cái xăng bẩn này là do người sử dụng và mình sẽ phải mất 356.000 hay 65.000 đấy mua một cái lọ để chống bẩn. Thì đổ được cái lọ đấy thì nó họ đi xét cho hết, không biết đi xét gì nó hết luôn, xóa lỗi hết từ trước lúc đổ. Thì đi được một thời gian khoảng, thực ra là sau đó em đổ một cây xăng, một cây xăng Xuân Thủy, đổ được một bình. Đi được một thời gian ngắn nó bị, nó bực mình quá, vừa mới đổ xong bị, quyết định là không đến hãng nữa. Nhưng mà sau đó hôm sau tự nhiên nó lại mất, xong đi vài hôm lại bị. Và cái hôm bị lần trở lại lần thứ ba là nó do là mình bị đâm vào đinh và quyết định đến hãng tiếp luôn. Thì lúc ấy đến hãng họ lại vẫn bảo là xăng bẩn. Đấy, họ lại dẫn vào xăng bẩn thì em quyết định em bảo là thế bây giờ thế này. Em nói thật với anh, nếu mà anh nói gì là xăng bẩn là không có cơ sở. Tại vì là ngay khi mà đổ cái lọ đấy vào là em đã chỉ đổ một cây và cây xăng Xuân Thủy đấy em đấy người ta nói rất là uy tín. Đấy và đổ chưa dùng hết cái bình đấy đã bị. Vậy xăng nhiều bẩn nhanh thế. Thì em bảo là nếu hôm nay các anh làm, các anh tháo xe của em ra, các anh một là đo coi em vào xem, hai nếu xăng bẩn cho em xem kim. Ý nhất em báo cho anh em để anh em đỡ hoang mang, nhiều anh em cũng hoang mang. Thì sau 2 tiếng họ bảo xong rồi. Họ xong rồi thì hỏi họ lỗi gì, họ bảo luôn là đấy lỗi kim xăng, vệ sinh kim xăng hết 500 và không ghi ở hóa đơn là lỗi gì. Bình thường em đi sửa mỗi xe, nếu mà vào hãng, nếu mà vào ngoài không nói danh mục, các cái vấn đề sửa chữa, tiền công các cái rất rõ ràng. Thế hôm nay em gặp anh Đạt anh đang ngồi, anh đang cầm điện thoại ấy. Thì anh ấy cũng bị lỗi như của em và anh vào cây xăng là anh ấy vào cái chỗ hãng ở bên Ngọc Hồi. Thì anh ấy rửa kim xăng không mất tiền trong khi tất cả anh em rửa và Lê Văn Lương bị mất 500. Thì rửa mất 500, rửa kim phun xăng mất 500. Và hôm nay đây cũng là một vấn đề mới mà vừa ngồi gặp anh Đạt mới biết, cũng giật mình. Tại vì là rất nhiều người mất 500 rồi. Đấy thì lại là một cái vấn đề, đây là không thống nhất trong cái khâu tổ chức. Vì là tất cả anh là 2 lần rửa không mất đúng không? Em rửa một lần mất 500. Em rửa suốt không làm sao? Em vẫn còn phiếu để ô tô, vẫn còn phiếu. Trong phiếu chỉ ghi là thu 500.000, không có ghi lỗi gì cả. Đấy. Thế là khi anh đưa xe đến hãng kiểm tra ấy, và anh được yêu cầu gọi là được để cho anh trực tiếp để xem người ta kiểm tra thì người ta lại không đáp ứng ạ. Đúng rồi. Tại vì nó bị lần 2 mà. Thực sự nếu mà người ta bảo là có thể lỗi khác thì không sao, nhưng họ vẫn khẳng định xăng bẩn thì mình cũng giận mình. Tại vì là từ lần 1 đến 2 nó rất cần. Và từ lần 1 đến 2 là mình đã tháo cái xăng kia, mình đổ xăng mới. Mình đổ về đầy xăng mới. Thì qua tổng hợp ý kiến của anh em thì có rất nhiều ý kiến như này. Cái ý kiến đầu tiên là cái vấn đề là xe 1.5 của Việt Nam mình so với xe 2.0 nó bị nội địa hóa nhiều hơn. Bị xe nông liếc góc lái, cảm biến ngưa, ghế chỉnh điện là bị cắt hết. Bản thân em khi em mua xe là không được tư vấn, mua ở Lê Văn Lương. Khi em hỏi là 2.0 khác 1.5 cái gì thì chỉ được nhận được là anh ấy y hệt nhau, khác mỗi động cơ. Và khi đó thì do là mình nghĩ là chỉ vì mỗi động cơ mà mình thêm hơn 100 triệu không đáng, không 1.5. Sau khi mua về biết nó cắt rất nhiều đấy. Và những cái mà họ cắt có thể là họ phải nội địa hóa. Tại vì em cá nhân em thấy, em xem các clip ở bên trên YouTube ấy, cái bản hatchback của bên nước ngoài tất cả ấy, thứ nhất là cái vành của nó vẫn là 18 inch, ở Việt Nam mình nó bị thế. Mấy cả rất là nhiều thứ nữa, kể cả hút rồi là nhiều lắm. Đấy là cái vấn đề đấy, cho nên khi mà bị nội địa hóa nhiều thì họ có thể là cái quy trình họ nội địa hóa nó sẽ không được đảm bảo như ở bên kia. Đấy cũng là ý kiến của chung của anh em, nó không phải ý kiến của cá nhân em. Đấy. Còn một cái vấn đề anh em đưa ra là có thể là tại mình cạn xăng quá mình mới đổ. Thì vấn đề đấy thì em và nhiều người vào bàn thì bảo là bọn em đều là rất là nhiều, không bao giờ đổ xăng cạn quá. Như em, các anh có thể hỏi hãng, các anh vẫn ghi lại thông tin mỗi lần vào hãng là tầm 300-500 km xăng, không bao giờ để xăng cạn. Vậy cái trường hợp đấy gần như là khó thuyết phục. Vấn đề về xăng.
Thì còn ngoài ra thì các anh em trong hội cũng tự mình thôi, tại vì cũng chả biết làm sao cả, thay buji của các hãng xịn hơn, tại vì anh em quan điểm là buji này có thể buji không zin, nó đánh lửa hay là làm cho động cơ kém đi rồi là làm cho kim xăng nhanh bẩn. Em không hiểu đây lắm, không có lấy ý kiến đâu. Đấy thì đấy là những ý kiến anh em đưa ra, tại vì bình thường thì nếu mà lỗi mà sửa hay là có ý kiến phản hồi thì anh em cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi mua một cái xe mà nó mới mà nó bị mà giá trị cũng lớn mà bị nhiều mà lại không có cái lời giải thích chính thức thì anh em hoang mang là chuyện bình thường. Đấy. Ngoài ra khi đưa ra những ý kiến thì thường thường là những ý kiến là đều do xăng, thì anh em cũng ý kiến luôn là một, nếu do xăng thì rất nhiều xe Mazda 6 vẫn chạy sẽ không bị. Hai, do công nghệ SkyActiv nó kén, tại sao Mazda 6 không bị. Đấy, thì họ nói chung là họ gần đây nhất có bài báo của AutoPro là giải thích là do cái công suất của 1.5 vân vân nó bị này nọ thì em cũng không rõ lắm. Nhưng mà thiết nghĩ nếu mà nó do 1.5 nó bị như thế thì chắc chắn họ vẫn phải có ý kiến đưa ra để khắc phục. Chứ biết là nó bị mà không làm gì được thì nó chỉ là một cái lời giải thích thôi, chứ cũng không phải là phương án. Cứ cho như họ đúng thì họ phải đưa, ví dụ như là họ phải xem cây xăng nào họ, nếu mà tiêu chuẩn xăng họ là gì, họ đo các cây xăng. Và thậm chí có nhiều anh em trong hội còn bàn nhà họ lập luôn một cây xăng của riêng họ đi để đừng bao giờ đổi cho xăng nữa. Đấy cũng là một ý kiến. Chứ ví dụ như anh em ở đây tất cả đây đều có công việc, ví dụ như mình một hôm mà mình bị như thế mình vào hãng rất là mất thời gian, mất công việc. Mà rất nhiều anh em lo là khi mà người ta nghĩ là do xăng không có gì thì đến lúc mà nó bị lỗi động cơ thật lại chủ quan không đến hãng thì nó hỏng thật thì sao. Đấy cũng là vấn đề mà rất nhiều. Đấy. Và em là em lập những topic ra thì tất cả đều là vẫn còn nguyên ở trên đấy, anh em có thể em cung cấp cho. Còn vấn đề là em là tại sao nói rất nhiều, vì em đại diện thôi, em đại diện em nói lên các ý kiến chung. Và từ Hồ Chí Minh rồi Ninh Bình rồi các cái thành phố đều có, nhưng họ không thể đến đây được thì mình cũng đại diện họ để nói cho họ. Thế còn ví dụ những cái nhỏ nhỏ thì em cũng không tiện để mà mình phải quá, ví dụ như là cái chuyện mà bản đồ họ cắt đi hay gì đấy, họ hẹn là giữa năm nay có không, thì ra cái đấy thì em cũng không quá vấn đề gì cả, tại vì cái đấy là cái mình cũng nghĩ nó không có ảnh hưởng, nếu không có bản đồ nó cũng chưa ảnh hưởng ngay. Đấy, vấn đề là như thế. Hôm nay có anh Tú thì anh ấy bảo mọi người đến thôi, thì vẫn còn rất nhiều anh em đến. Hôm nay anh ấy bố đâu nhỉ? 92 sao không đổ 95? Nói chung cái vụ mà 95 hay 92 đến bây giờ vẫn chưa có cái lời giải đáp. Thôi được rồi, có gì em cứ nghĩ. Anh cho anh đâu đá. Cho mình một Coca Light. Cho anh đâu đá. Coca Light, có Coca Light. Coca Light không được. Coca là như em giải thích rồi, em giải thích rồi. Thằng nào nói kệ đó, còn thằng nào không nói gọi. Tránh phản nạn. Xem nhà hàng này chán nhỉ? Em thì đang chuột bạch xem như nào để xem là nó có mở ngày, nếu mà trong khoảng độ vài tuần nữa nó mà vẫn tiếp tục báo ấy, chứng tỏ là do động cơ vấn đề. Đấy, thực ra là mọi người đi check là có quét động cơ và có ra cái lỗi gì không, không đúng không? Không. Hôm trước có một anh ở trên tổng tướng check riêng xe cho em mất một tiếng hồ, có anh đi thử và đồng thời là cắm máy tính là vừa chạy vừa kiểm tra. Nhưng mà anh biết là nó lỗi đấy, nhưng mà vấn đề là không biết nó lỗi gì. Em có nghĩa là sau khi rửa kim phun xong xuôi hết rồi em muốn đi về. Nhiều khi là nó lỗi ở những cái chỗ nó lách này, nguyên nhân đâu. Đấy, nó kiểu có nghĩa là đến bản thân và vừa cắm máy vừa chạy mà không hiểu nó bị ở chỗ nào mà. Thì ông ấy để nhiệt độ nó khoảng 5 rưỡi chiều là bắt đầu bảo là tháo để hạ lớp xuống để xem là ở chỗ nào. Nhưng em bảo thôi, bác cứ đóng vào cho em để em đi thử một tuần trước cái đã, xong rồi có gì hôm sau em báo á, cùng lắm phải cháy xe là cùng. Đấy, thế là ông bảo là anh không đội thì để em báo em kiểm tra lốp, bảo thôi không cần đâu, em đi đón vợ cái đã từ sau. Bên đấy em thật xa đấy. Không, mấy hôm trước thôi, mình nghĩ là nó báo lỗi động cơ ấy thì nó có thể là nó bị nó gặp vấn đề ạ. Nó thật sự nhiều ấy, nó cảm biết nó còn ác liệt hơn, nhưng nó cháo bây giờ nó báo. Đấy. Ông nó báo đấy em ạ. Cho anh xin ít sữa nó báo hết đấy. Nhưng mà nó không tốc độ, nó không nhanh như này. Đúng rồi, nó lâu với cả nó có nguyên nhân chính đáng. Báo mà. Đúng, nếu mà nguyên nhân nó xong bẩn rất lâu, rất lâu anh báo. Không. Nó hơn vạn, hơn 2 vạn. Ờ thì mày cứ cái nhắn cho cái giờ mày đi. Thực ra cái chuyện này như này, chắc là mày đổi ra được mà. Mọi cái con nước rồi. Rồi là tại sao lại CX5 cả mà sáu phải là không phải CX5 mà nói chung là dòng 2.0 ít định, là lý do là một số anh em kỹ thuật giải thích là do cái buồng đốt nó lớn hơn. Đấy,
thành ra là khi mà nó bơm xăng vào vẫn một lượng như thế nhưng mà nó đốt tốt hơn ấy, đấy, thì nó không thể lại nguội mấy. Nhưng mà đấy cái lý do đấy nó thật là chưa cái lý do đấy là lý do kết cấu rồi chưa thể nếu như thế ông phải khắc phục ngay, khắc phục ngay trước khi bán. Anh chỉ về lý do bởi vì em bảo anh này lịch sử của thằng Skype này ấy, là nó phát triển 10 năm trước rồi chứ không phải là bây giờ làm, ví dụ hôm qua làm hôm nay ông bán đấy. Ông phải làm tất cả các loại động cơ từ 1 chấm cho đến mẹ 3 chấm là ông mẹ kiểm tra hết rồi đấy. Mà bây giờ tại sao ở thằng Thái Lan nó có 1.5, thằng Thái Lan nó có bao giờ nó bị đâu, chưa bị đấy. Vừa có cái bài báo ở Autobro đấy, bên Taco Trường Hải trả lời là vẫn là do xăng bẩn. Thế thì ông đấy là thực sự là này, nếu mà họ chưa thực sự trách thỏa đáng thì họ phải trách đã. Còn nếu mà họ đã lên tiếng là lên tiếng chính thức thì phải lên tiếng thật chính thức. Cái này thấy bảo sang đội kia thì chắc là đội kia sang kiểm tra. Mà kể cả nguyên nhân là gì thì họ cũng phải có cách khắc phục chứ. Đi có vài hôm có những người chưa được nghìn cây, họ đi còn chưa được khoảng gần 2 tuần mà cuối cùng họ bị thế, nó rất là ức chế. Chưa nói nếu mà họ vào đấy họ lại mất tiền nữa, họ ức chế hơn. Của bác nào bác bảo mua cái đề can giá đấy khoảng nhiều. Cắt nó đi anh ạ. Vấn đề là mới đi không thể lỗi động cơ như anh nói, nhưng vấn đề là mình phải biết chính xác là lỗi gì để mà mai sau ví dụ nó lỗi động cơ thật thì mình còn mang ngân hãng. Chứ cứ bảo là không sao đâu thì cũng cùng nó hỏng động cơ thật thì ai là người chịu trách nhiệm, khách hàng thôi. Cá nhân em nghĩ là cái nguyên nhân xăng bẩn hay nhiên liệu là em nghĩ là nó không thỏa đáng tí nào. Tại vì ở Việt Nam mình vẫn đi xăng đấy mà. Còn có nhiều người đi bản 2.0 họ nói họ đi các tỉnh. Ví dụ như anh Dũng ở Ninh Bình, anh Trần Việt Dũng. Anh ấy là làm ở bên đồ đá. Anh ấy phải đi Nam Bắc suốt ngày luôn. Và anh ấy bảo là anh đi thì anh nó không bị, mà anh đổ rất tạp nhang. Đi Nam Bắc suốt ngày anh đi bản 2.0, xe màu đen. Xe xích nạp nhang. Không bao giờ đổ một chỗ luôn, thế mà còn không bị. Tiện đâu đổ đấy. Option là bị cắt rồi anh. Nếu mà các ông ấy bảo, nếu các ông ấy có gan bảo 1.5 hay bị đấy, đố các ông ra trả lời chính thức luôn. Tại vì thế 1.5 không bán được luôn, chắc chắn luôn. Thông báo là tình hình hai ông ở gần nhà em là vừa hôm qua xuống cọc, hôm nay rút cọc. Bạn em có ba ông cũng rút rồi. Đen. Không phải comment mà béo rất là cọc nhưng mà hôm nay nó chuyển béo thì giả. Tại vì cái này nó liên quan đến này thực tế anh ạ. Không phải marketing trực tiếp mà anh giới thiệu cho bạn anh nó rất là lý do là hai ông ấy mua xe. Nó có sao hai lưỡi mà. Này là cứ ngồi lên xe em ấy là cứ kiểu thỉnh thoảng đi đi lại lại này là gọi đi vui thích. Cảm thấy thích. Nhưng em mua con xe của em rất nhiều người mua xe rồi. Nhưng mà gì cái yếu tố thích lớn hơn đấy là cái người phụ nữ ngồi bên cạnh ấy, người ta cũng thích. Đấy, người ta thích nhiều hơn là mình. Đấy thành ra là chốt là mua. Các bạn anh cần phải mua chứ. Thế là đến khi hôm nay ra bảo thế bạn ta vừa đọc thì lưỡng lưỡng thôi luôn đi, bọn em không biết làm nào bây giờ. Cho bọn thế thôi để tao xuống rút cặp ra luôn. Thằng bạn em nó thôi nó đổi luôn sang con bán tải luôn. Ví dụ anh em đi Mazda, ví dụ ở đây có anh Tân Sa này, anh ấy cũng độ đéo rất nhiều làm cho con xe nó đẹp thêm. Thực ra nó quảng cáo cho Mazda rất nhiều, bình thường làm gì có đâu. Ví dụ như em thế, em đi 1.5 làm gì có cái cụm nét đẹp thế đâu, em cũng phải đặt về. Như vậy là em quảng cáo đến 3 ông ở Mộc Châu, mình về đấy có mỗi hôm mà 3 ông, 3 tiệm tóc lớn ông ấy mua. Như vậy như nếu mà không tôn trọng khách hàng ấy thì lại mỗi một khách hàng lại là một con dao hai lưỡi chọc lại luôn. Xoay đừng mua, tao giờ chỉ muốn bán không được. Người ta rất là tin cậy. Vì một lời nói người ta có thể mua nhưng vì một người nói người ta không mua. Cho nên là nếu mà công ty không thỏa đáng ấy, là thật sự là doanh số sẽ tụt trông thấy luôn. Nếu như tổng hợp nó bán được hơn 2.000 xe mà chỉ có dưới 50 trường hợp thì anh em mình đang ngồi đây con số quá ít. Quá ít mà anh. Quá ít là bởi vì là tại sao thì chỉ có những người là trực tiếp và anh em gặp nhau ở trên trên. Như hôm qua em đăng được khoảng 1 tiếng ấy là đã khoảng 50 người rồi. Em bảo anh này có những người người ta mua xe người ta không đăng đã nhận đàn, bây giờ người ta tham gia có cái cờ lê hiện lên rồi người ta hỏi ơi anh em ơi lỗi này lỗi gì. Thế bây giờ hỏi có bao nhiêu người người ta hỏi cái lỗi đấy. Mới có một người lên để hỏi cái lỗi đấy lỗi gì. Thực ra nó chả phải lỗi gì cả. Đấy, cái lỗi đấy chả phải lỗi gì mà nó chỉ báo đi bảo dưỡng thôi. Đấy. Rồi là có những người lúc đầu cũng thế, hồi đầu mới mua xe cũng thế, hiện lên cái đèn engine lại cũng thế. Thế lỗi này lỗi gì? Thế là anh em bảo ôi lôi vào xưởng ngay để làm gì? Thì lôi vào đấy nó chỉ là lỗi đấy. Rồi là có những ông thì kéo phanh tay lên rồi có hiện chấm than rồi nhưng vẫn không biết nó là gì, xong rồi đi vẫn khét dẹt lên xong rồi chụp lên bảo anh em ơi lỗi này lỗi gì em thấy mùi khét khét.
thế. Có nghĩa là 3.000 xe đấy thì nó rơi vào một nửa đấy là ngoài xã hội đấy, người ta không tham gia gì cả. Có sách rồi phải không? Chúng nó dịch được một cuốn sách nhưng mà này 200 triệu cũng được cuốn sách nhưng mà mà xe em từ cái hôm mà nó báo hết bị vẫn bị mất iStop. Mới mất iStop. Cái đấy phải check lại cái dòng cái đương nhiên mà lỗi động cơ là phải mất iStop. Nhưng mà không phải bây giờ hết hiện lỗi động cơ vẫn mất iStop vừa rồi đi đến đây vẫn mất. Chắc là phải mang đến xem lại. Và bản thân cách đây khoảng 1 tháng nữa là còn như anh ấy là vẫn lỗi đèn báo không báo không tốt một vài hôm không đèn không phải vẫn lỗi nhưng mà đèn báo thế thì em thì chắc chắn là hôm qua là xuống dưới đấy là người ta tắt mẹ cái đèn ấy luôn rồi đấy để ông đứng phải kêu thấy làm nhanh lắm tại vì thấy vèo cái xong là ông ấy để xe mình đấy xong ông ấy đi đâu xong tí quay ra 2 tiếng sau quay ra bảo anh là xong rồi bảo tháo kim xăng mệt lắm em ơi bảo sao anh cho em xem kim xăng gì mà làm gì mà mệt nhanh lắm được 15 phút là xong cái đấy ông bảo là em thấy ngoáy có tí 15 phút là cả rửa cả tháo chỉ có thời gian chờ là lâu thôi. Thế là mất 5 lít thực ra nó không lớn nhưng mà cơ bản là bực mình cái mình đã bảo là khi nào mà bị ấy cho mình xem nhưng mà không cho xem thành ra xong cái bảo ế xe của anh xong rồi bị bẩn kim xăng. Cái tháo kim phun của cái xe này nó rất là đơn giản chứ không phải phức tạp như mấy xe tháo lâu lắm mà lúc đấy anh em đang làm kia. Gọi anh tháo nhanh lắm mà anh nhấc ra cái vặn cái rút ra cũng nhanh cực kỳ luôn. Thái Nam với cả thằng má và xe đạp mất là 6 có lẽ là nhanh thế vì dễ bẩn hay sao không phải do cái ống em nghĩ do cái ống đâu. Sửa ống kia thì còn dễ kiểm tra rút ra cái mình còn lên trong là mình đi đến tận nơi để mình kiểm tra với cả hãng nhưng mà vấn đề cái chỗ đấy là hãng nó loại bỏ ngoài cái khả năng bị thế cơ thì cái căn cứ vào đâu mà hãng lại nói với mình là lỡ bẩn xăng thì đấy hãng nó không nói là căn cứ ở đâu cả nó không căn cứ nó chỉ đổ nó là xăng bẩn như hôm đầu tiên đến ấy thì họ làm nhanh quá. Họ làm không cho mình biết nên lần thứ hai mình có tí kinh nghiệm mà mình vào mình nói thẳng luôn tí ông cắm máy cho tôi vào xem không cho xem luôn thế nó mới hoang mang kiến nghị lên cấp cao hơn chứ thực ra cái việc lỗi mà mình sửa lại cho mình này máy đang quen anh em đứng xem thoải mái nhưng cá hôm em xem trực tiếp hôm nay thì có lỗi gì hay là ví dụ đoạn nào bởi vì nó chạy test nhiều thông số lắm có cái đường chạy như kiểu của máy đo tim mạch ấy. Đấy xong rồi cứ lâu ấn ga cái thì bắt đầu thấy các đường nó dịch lên rồi. Nhưng mà dưới đấy em toàn làm dưới ở bóng thì thấy quy trình là ok nhé. Căn bản là Lê Văn Lương ấy, xe em là xe mua ở Lê Văn Lương. Nhưng mà chưa bao giờ em, trước khi mua là em gặp được một phốt ở trên đấy rồi, thì em né luôn. Đấy là cái câu cách, cái gọi là cái phục vụ khách hàng không tốt. Ông có thể trở mặt bất kỳ lúc nào. Đấy, thành ra là em không lên đấy. Mua xe thì mua ở đấy thôi nhưng mà không lên đấy. Không như đúng đấy à, Lê Văn Lương thì thực ra là mình ở đấy mình quen với mấy anh em đấy cho nên là mình cảm thấy thoải mái khi đến thôi chứ còn chất lượng thì rất kém. Thành ra đợt trước em có một cái bài là xe gần đây nhất có anh Viên Hoàng ấy, anh ấy sơn xe màu trắng nhé. Anh em mua xe và sơn lại thành hai màu luôn. Khi mua xe màu trắng bên kem luôn. Sau khi mua xe rồi lên nói um lên. Gặp được một người kỹ thuật nào đấy tốt để làm việc thường xuyên hơn. Còn lại từng sau khi mua xe rồi hỏi sale làm gì nữa, sale hết trách nhiệm. Đúng sale rồi. Chỉ có trách nhiệm đến khi thì mà giao xe cho mình thôi. Giao tiền. Đúng rồi. Đa số là toàn học kinh tế với cả học mấy cái marketing ca. Thậm chí cả sale hỏi 1.5 hay 2.0 khác gì còn bảo là khác mỗi động cơ, không khác cái gì cả. Ngoài hình nội thất giống nhau, sale gì. Đây một cái tình trạng chung nữa là cái tình trạng hỏi màu ấy. Như em là cái xe đầu tiên ở trong cái hội là em màu đỏ cờ. Thì hôm em đến vợ em bảo là mệnh hỏa là hợp với đỏ nhưng mà cái màu đỏ cái xấu quá. Xấu nào? Thì theo ý kiến của vợ. Thế về sau em mới hỏi là có màu đỏ tươi không? Nó bảo không có, mặc dù nước ngoài có. Thế em hỏi một câu là thế bây giờ sơn ở đâu? Sơn ở Việt Nam. Sơn Việt Nam tại sao có? Tôi cho tôi địa chỉ chữa sơn tôi lên đấy. Cái sau này bảo là được. Em về sau bao nhiêu anh em trong hội là vẫn đặt màu đỏ đỏ cờ. Và nhiều sale đều tư vấn không có. Sơn nốt đấy, màu đỏ đấy của Mazda 3S trước. Thì mình thừa sơn nốt. Không cần biết thừa không nhưng mà cái đang nói vấn đề tư vấn. Đúng không? Về vấn đề tư vấn.